Vâng, kính thưa quý vị, trở lại với Hoa Kỳ thì trong tuần này cũng đã có một cái tin tức mà làm cho cái xã hội Hoa Kỳ đang đặt lại rất nhiều câu hỏi. Đó là cái vụ mà anh George Zimmerman đã được tòa phán quyết là vô tội, không có cố sát, cũng không có ngộ sát một người thanh niên Hoa Kỳ gốc châu Phi. Tên là Trayvon Martin. Thì cái vụ án này, nếu mà quý vị nhớ, đó là xảy ra ở tại Florida. Và cái lúc đầu đó là khi mà xảy ra cái vụ án thì anh Zimmerman mới nói với cảnh sát là anh ta tự vệ, cho nên đã phải lấy súng bắn anh Martin khi mà anh Martin tấn công anh Zimmerman. Thì lúc đó thì cảnh sát đã tin. Và trong từ 6 tuần lễ thì anh Zimmerman hoàn toàn không có bị bắt, không bị truy tố gì. Thì cái điều đó đã làm dấy nên một cái làn sóng phẫn nộ của người Hoa Kỳ da màu, người Hoa Kỳ gốc châu Phi đó. Họ đã có những cái cuộc biểu tình rất là rầm rộ. Đến cuối cùng thì Tổng thống Obama cũng đã phải lên tiếng nói về cái vụ án đó. Và sau đó thì anh Zimmerman mới bị bắt và bị truy tố, ban đầu là tội cố sát. Rồi trong cái thời gian mà bồi thẩm đoàn gọi là tranh luận để mà xem anh ta có bị tội hay không đó, thì mới đưa thêm một cái đề nghị là ngộ sát. Nhưng mà cuối cùng vào tối ngày 13 tháng 7, có nghĩa là sau hơn 16 tiếng đồng hồ thảo luận bàn cãi, thì bồi thẩm đoàn mới đưa ra cái quyết định gọi là anh Zimmerman vô tội. Thì lại thêm một làn sóng nữa. Đây là hình ảnh trong tòa của cái ngày Chủ nhật mà cái cuộc diễn tiến 16 tiếng đồng hồ kéo dài 2 ngày cũng gọi là nặng nề. Và trong bồi thẩm đoàn này thì có người ta cũng nhắc nhiều yếu tố là ba thành phần rồi, bồi thẩm đoàn là ai, là có 6 người phụ nữ lận. Thành thử là người ta hay nói là phụ nữ thì thường hay có những cái cảm giác gọi là người mẹ bảo bọc người con, không có gắt như là ý một cách khác nói tại sao cứ rất là có 6 người phụ nữ trong bồi thẩm đoàn đó, thì phải nói đó là đó là phần mình suy diễn. Nhưng mà cái đó là suy nghĩ cũng từ bình thường trong lúc mà người ta chọn bồi thẩm đoàn. Quý vị cũng thấy đây là anh Zimmerman thì cũng khá trẻ này, 29 tuổi thôi, là một cái người hình như là có cái license cầm súng. Anh này là cựu cảnh sát hay là không, cựu anh này là một người thiện nguyện viên mà giống như bảo an ninh trong neighborhood. Có nghĩa là không, anh này là thiện nguyện để mà đi. Quý vị thấy trong khu nhà ở mình có những người đi tuần vòng á, thì đa số nhà mình cũng thấy, khu vực của mình cũng thấy, nhiều khi cho chính mình đó là người mình volunteer, mình đi vòng vòng để mà mình tạo cái sự gọi là an ninh hơn cho cái khu vực nhà ở của mình. Và anh này lại có súng trong người. Và cái sự kiện thật sự là cái lúc cái đêm mưa gió đó không biết là anh Quốc Bình còn cho thêm cái gì gọi là tình tiết truyền hình cinema quý vị, mưa gió đâu nữa. Vâng, thì thật sự là cái đêm đó diễn ra như thế nào mình không biết, nhưng mà thì theo diễn tiến suy diễn của nhiều người cũng đây, vì trên Facebook có nhiều người cũng nói là tôi mong muốn rằng ở trong được sống trong một cái xã hội mà cái ông Zimmerman này là cái người sẽ offer một chuyến đi chở cha này về nhà và cho anh này ăn, hoặc là chở anh về nhà một cái xã hội quá tốt đẹp như vậy đó trong cái đêm mưa gió đó. Đó là tại vì cái ý tưởng đêm mưa gió, chứ không phải là người ta nói đến vấn đề là nhiều khi vì kỳ thị đó, đúng không? Bởi vì là tại vì anh này da màu cho nên là giống như là bỗng dưng là không có cái thiện cảm ngay từ đầu mà lại đi lấm lét hay là đi kiểu gì đó trên này, thì họ nghĩ đến là tội phạm chứ không nghĩ là người bình thường. Và cái cuộc đối đầu đó thì anh này có súng, cho nên là anh Trayvon Martin bị thiệt mạng. Thì phải nói là cái
phải nói là không biết là anh này có lẽ là vì cái yếu tố mà kỳ thị đó, đó mà người ta nghĩ là có cái sự kỳ thị, cho nên đó là quý vị thấy là cái cuộc biểu tình đó, cái cuộc tòa mà quyết định mà anh Zimmerman vô tội xong một cái là quý vị thấy là hàng loạt cái cuộc biểu tình, thấy là cứ ở Washington, ở New York, ở Cali, ở Chicago, ở và ngay cả Houston. Có những cái cuộc biểu tình để mà giống như là phản đối lại cái quyết định của tòa án đã không có công lý, hoặc là đã quá hơi thiên vị cho anh Zimmerman này mà không có công lý cho anh người da màu kia. Vâng, nếu mà quý vị nhìn cái hình ảnh biểu tình đó thì quý vị để ý đó thì phải nói rằng không phải chỉ có người da đen xuống đường biểu tình không. Đó là cái hay của xã hội Hoa Kỳ. Đúng rồi. Có nhiều người tuy là da trắng nhưng mà họ nghĩ rằng đây là một cái vụ án do cái sự kỳ thị mà gây ra. Nhưng mà cũng có một rất đông người, ít nhất là có 6 người bồi thẩm đoàn, họ cho rằng đây không phải là một cái vụ án do kỳ thị, mà thật sự là cái anh Zimmerman đã vì tự vệ, và chính cái anh Trayvon Martin mới là người gọi là tấn công. Thì nếu mà chúng ta đi vào chi tiết đó thì nó rất là dài quý vị, cả một cái cuộc điều tra hơn một năm rồi đưa ra tòa không biết mấy tuần, rồi thêm hơn 16 tiếng đồng hồ của bồi thẩm đoàn nữa, thì nó rất nhiều tình tiết. Thì nhưng mà Xuân Phương nghĩ rằng chúng ta phải tin tưởng ở cái hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ, tin tưởng 6 người phụ nữ mà Xuân Phương cho rằng họ đã bỏ hơn 16 tiếng đồng hồ, có nghĩa là họ rất kỹ lưỡng trong cái quyết định của họ, chứ không phải là hời hợt. Không, thật sự là rất kỹ lưỡng. Là một cái cuộc điều tra quý vị thấy là trên một năm, và một cái phiên tòa kéo dài 16 tiếng đồng hồ mà đến 10 giờ tối mới ra được quyết định, là có rất là nhiều những sự đắn đo. Đương nhiên là cái hình sự nó không giống như dân sự. Như luật sư Đế Vĩ Rương cũng hay nói đó, là nhiều khi nó chỉ cần có gọi là cái đạo thôi, là có nghĩa là không quyết định tội rồi. Còn dân sự á thì là một cái kiểu khác, cho nên là nó không cần phải chứng minh đến mà gọi là anh này phải thật sự là giết người, chỉ cần là có một chút cái đạo anh này không giết người thôi là có thể là quyết định không giết người. Nhưng mà cái câu chuyện của anh Zimmerman này nó đặt lên cái vấn đề kỳ thị, nhưng mà mình nghĩ rằng là cũng có một điều may mắn á, là vì anh này không hoàn toàn là trắng. Đúng. Bởi vì anh này đó là gốc Hispanic, cho nên đó là nếu mà nói anh này kỳ thị, tôi thật sự là tôi là Hispanic thì tôi đâu có là kỳ thị. Chứ nếu mà anh này mà là thật sự mà thuần mà trắng hết á thì có thể là cái vấn đề kỳ thị này nó sẽ nặng hơn. Mà nếu mà ở Texas còn mệt nữa quý vị. Đúng rồi. Cho nên là hơn là Florida. Nó có rất là nhiều cái yếu tố cũng ly kỳ. Thật sự là nó mình nói nhiều suy diễn, nhưng mà nhiều khi mình đang thảy hết ra trên bàn, nó nói ra nhiều cái sự cảm nhận. Đương nhiên là trong tòa thì họ sẽ dựa trên bằng chứng này bằng chứng kia nữa, nhưng mà nói với chúng ta thì quý vị thấy những cái biểu tình vừa rồi là cái hình ảnh của Washington DC, mà ở New York cũng đông lắm Xuân Phương, và nghe nói là cảnh đến cả nửa đêm luôn, cảnh sát cũng gọi là mệt mỏi luôn vì những cái biểu tình. Và những biểu tình, những cái khẩu hiệu của họ là chỉ có da trắng mới được bảo vệ trong cái đất nước Hoa Kỳ này, hoặc là Trayvon sẽ không bao giờ quên quý vị nếu quý vị đấu tranh danh Trayvon, vân vân. Thì quý vị thấy rất là đông, phải nói là kín luôn. Một cái cuộc biểu tình mà gọi là gần như là cũng không phải là tổ chức sẵn, bởi vì họ chờ đợi cái quyết định, và khi cái quyết định ra gọi là vô tội đó thì liền lập tức có cái cuộc biểu tình như vậy. Thì quý vị thấy rằng cái người dân, cái cuộc vụ án này, cái vụ phiên xét xử này đã được người dân theo dõi rất là đông, rất là nhiều người quan tâm, bởi vì nó đặt lại cái vấn đề xã hội của Hoa Kỳ. Xã hội của Hoa Kỳ bao nhiêu năm nay đã bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề kỳ thị người Hoa Kỳ gốc châu Phi. Thành ra đây là một cái vấn đề mà người ta tưởng rằng đã qua rồi, đã là quá khứ, nhưng mà lại ngày hôm nay lại được đặt ra một lần nữa, đến nỗi mà cả Tổng thống Obama cũng phải lên tiếng về cái vấn đề này. Đúng vậy, mà phải nói là giới truyền thông cũng cả bị gọi là surprise một chuyến, là bị bất ngờ một chuyến, tại vì ông Obama tuyên bố là nguyên văn là "You know when Trayvon Martin was first shot, I said this could have been my son. Another way to say that this is Trayvon Martin could have been me 35 years ago." Ông nói là cái trường hợp của anh Trayvon Martin này á, nó có thể là con của ông Obama, và một cách khác nói đi đó là có thể là hình ảnh của ông của 35 năm về trước, thì có lẽ là có thể sự liên hệ là cùng một cái màu da,
Và có thể là nhiều khi chúng ta cũng đi ngoài đường, nhiều khi mình đâu biết đâu, thật sự là có những cái, thật sự là cái mình đang nói là ở trong xã hội Hoa Kỳ đó, mà nó có cái vấn đề kỳ thị đó, thật sự nó vẫn còn hiện hữu. Nó vấn đề rất là con người, mặc dù luật pháp thì cấm không được kỳ thị, nhưng mà thật sự cái yếu tố con người nó vẫn còn hiện hữu. Vâng, nghĩa là tất nhiên là nó ít hơn ngày xưa rất là nhiều rồi, nhưng mà cũng Xuân Phương nghĩ rằng Tổng thống Obama, những lời ông muốn nói, có lẽ cái mục đích mà cao nhất đó là muốn làm dịu lại cái xã hội, những cái cuộc biểu tình, làm dịu lại dư luận công chúng. Khi mà cái câu mà ông nói, anh chàng này có thể là con ông ta, là ông Obama đã nói khi mà cái vụ án xảy ra cách đây một năm, và cũng đã dấy lên một cái làn sóng biểu tình rất là giận dữ. Rồi bây giờ với cái quyết định của tòa án như vậy, thì ông Obama lại một lần nữa nói rằng cái hình ảnh anh chàng đó cách đây 30 năm có thể là ông Obama, và ông nói một cách gọi là đem cái experience, cái kinh nghiệm bản thân ra nói rất nhiều để mà phản ảnh lại cái sự kỳ thị trong xã hội Hoa Kỳ nó vẫn còn, đối và ông ta cũng là người đã từng chịu những cái hành động kỳ thị đó, nó không có một cách sổ sàng như ngày xưa, nhưng mà nó rất là, nó vẫn còn, nó rất là kiểu như là khi mà một người thanh niên da đen mà bước vào một cái thang máy thì đôi lúc những người phụ nữ ôm cái bóp của mình chặt hơn. Thì đó là những cái mà ông Obama muốn nói, muốn rằng xã hội Hoa Kỳ vẫn còn những cái đó. Nó vẫn còn những cái gọi là prejudice, là những cái gọi là định kiến. Và cái đó nó rất là khó. Và ngay cả trong xã hội Việt Nam cũng vậy, nó cũng có những một số những cái định kiến nó không thay đổi được một sớm một chiều. Và như cái lịch sử Hoa Kỳ diễn tiến cũng bao nhiêu chục năm qua so với lại những cái gọi là cái gọi là cuộc cách mạng dân quyền ở tại đây. Thì phải nói thì không, cái phần mà nói của ông Obama là ngay sau khi cái acquittal của Florida Court, là ngay sau khi cái quyết định của tòa ở Florida vừa mới tiến hành. Thật sự thì ông tuyên bố những cái điều này thì phải nói là đó là một điều mà cũng làm để ý đối với giới truyền thông. Thì một cái sự kiện mà phải nói là bên cạnh cái sự tự nhiên của người ta quan tâm đối với xã hội Hoa Kỳ này, cái vấn đề kỳ thị vẫn là một cái vấn đề người ta rất là quan tâm và không chấp nhận, và đó là đa số. Nhưng mà cũng bên cạnh đó phải để ý là phải có rất là nhiều những người đằng sau gọi là vận động, những người activist, những người mà gọi là hoạt động đấu tranh chính trị đó, cũng đứng đằng sau những cái cuộc biểu tình, nhất là ở Los Angeles. Một số những nhà vận động á, họ còn nói là bây giờ là họ sẽ quyết liệt đấu tranh, có thể là này thoát khỏi cái gọi là cái tòa án hình sự. Nhưng mà họ đang nói là bây giờ đang coi là muốn coi là vận động một cái sự gọi là buộc tội của ông Zimmerman này vào một cái gọi là cái Federal Civil Rights Charge, là một cái luật vi phạm quyền dân quyền ở cái tòa án liên bang. Thì có lẽ là cũng khó để mà khi mà có quá nhiều đám đông để ý vụ case như thế này, và cũng như là tòa liên bang của Hoa Kỳ cũng đang nói là họ đang xem xét lại coi là có cái khoản nào để mà gọi là anh này phạm để mà buộc tội, chứ không phải là để gọi là xong cái vụ này là có nghĩa là chấm dứt. Nhưng mà theo cái lời mà ông Obama nói vào hôm trong cái cuộc cái buổi họp báo hôm thứ Sáu đó, thì ông ta có nói có vẻ như là cái tiếng Anh nó gọi là play down, có nghĩa là làm giảm bớt cái hy vọng của những người mà nghĩ rằng có thể có một cái phiên xét xử dân sự đối với ông Zimmerman. Bởi vì cũng rất là khó khi mà đã có một cái tòa án đã trắng tội ông ta, thì bây giờ mà qua dân sự thì cũng khó mà kiếm được cái bằng chứng. Bởi vì giống như đã thua một lần, đã không đầy đủ bằng chứng một lần thì khó mà làm lại cho dù là dân sự. Không, nhưng mà người ta nói ở Mỹ này cái gì cũng có thể, anything's possible. Nhưng mà thật sự thì Xuân Phương nghĩ làm như vậy thì đôi lúc Xuân Phương lại thấy rất là tội nghiệp cái anh chàng Zimmerman. Thật ra cái feeling của mình, cá nhân mình thì mình lại cảm thấy neutral. Thật ra mình cũng không có biết là thật sự là cái gì diễn tiến ở cái đêm hôm đó, đúng không? Có thể là thật sự anh này vì ông này nhìn có vẻ gian gian, xong rồi thành đối đầu, thành ra là giống như cái từ cái khởi ý là mình nghĩ anh này gian, mà thật sự anh này có gian thật hay không? Mà nhiều khi lúc anh này đã gian thật. Không, anh này là rõ ràng là một người thanh niên mà cũng đã có xài marijuana. Và theo anh Zimmerman nói là tấn công anh Zimmerman đầu đập xuống đất, có nghĩa là có thương tích.
để làm bằng chứng. Có nghĩa là cảnh sát Florida trong 6 tuần lễ đã tin vào cái lời khai của anh Dương Mộng Manh, có nghĩa là phải có những cái chứng cứ gì đó để mà cho cảnh sát Florida tin tưởng cái điều đó, chứ không phải là một người muốn nói gì nói là có thể có thật. Nó có một số những cái tôi nghĩ là phải có còn gì đó. Trong mỗi vụ án thật sự nó có nhiều cái uẩn khúc mà nhiều khi đó. Mình nhìn vấn đề nó đôi lúc mình không nhìn thấy 100% sự thật, nhiều khi mình chỉ được nhìn thấy 39% 57%. Thành thử là nhiều khi đôi lúc mình cũng nên giữ cái nhận định của mình, để mình đừng khoan để cái định kiến của mình vào hẳn là anh Zimmerman này hoàn toàn vô tội hoặc là anh Trevon kia hoàn toàn là đúng hoặc là sai. Xuân Phương thì cho rằng khi mà tuy là tòa án đã nhận anh ta là vô tội, thì Xuân Phương thì tin tưởng vào cái hệ thống pháp lý Hoa Kỳ, thì mình cho cái đó là một cái quyết định đúng. Nhưng ngược lại đó, cái xã hội khi mà bây giờ anh này, Xuân Phương nghĩ rằng chắc là phải ra xin đổi tên, dọn đi chỗ nào đó rồi làm thành một người khác. Tại vì với cái tên đó, cho dù đừng có nói chuyện gì khác, đi kiếm việc làm thôi cũng chưa chắc là được. Thì đúng, thì có lẽ giống là như cái anh gì ta cũng bị tương... một cái tội rồi đúng rồi không? Thì nó cũng khó đúng rồi như vậy, tại vì mà nổi tiếng quá trong những cái này là không nên, nó là như vậy. Và có lẽ thì đương nhiên cái gì cũng tương đối thôi. Thì nếu mà cái hệ thống pháp lý đã quyết định thì có thể tạm thời mình chấp nhận được cái quyết định đó. Thì đương nhiên đối với hai phe mà họ cảm thấy không bằng lòng, họ luôn luôn có cái cơ hội để mà họ gọi là kiện lên một tòa án cao hơn, hoặc là kiện lên cái gọi là tòa giống như mình bị buộc tội, mình bị tội rồi thì mình kiện lên một cái tòa kháng án đó. Thì đó là cái cơ hội ở tại Hoa Kỳ này, thì mọi người đều có cái cơ hội đó. Thì chúng tôi cũng xin một quý vị một số quảng cáo để mà trở lại quý vị trong phần tiếp theo với một số những cái sự kiện ở gọi là bên ngoài cộng đồng Việt Nam chúng ta, bên ngoài Hoa Kỳ và thế giới hơn một chút.